mẹ nó thì không có, cha không có, giờ nó bệnh vậy đó, tiền bạc nó không chữa chạy cho nó. Còn ấy thì mua thuốc cho ba bà cháu uống chết thế rồi. Nó xỉu luôn rồi kìa. Phải không? Quạt quạt cho nó coi. Trời sợ vậy? Mẹ ơi vậy con. Còn cha con đâu rồi? Ba con bỏ luôn rồi. Thì con có muốn kêu ba con về không? Không muốn. Ừ, con kêu làm sao? Ba ơi về với con. Con bận rồi ba ơi. Con không có tiền gì với sợi ba ơi. Mẹ ơi về với con. Mẹ ơi về với con nha. À, dạ Phạm Tấn, mến chào quý cô chú anh chị. À, hiện tại thì Phạm Tấn đang có mặt tại một cái nơi mà gần biên giới Campuchia Việt Nam, đó là Thành Hóa thuộc tỉnh Long An cô chú anh chị. Hôm nay thì Tấn tới đây có một cái hoàn cảnh không hiểu với lý do tại sao lại ba bà cháu lại kêu cầu cứu Tấn nữa cả nhà. Ba mẹ thì là chia tay bỏ đi. Không hiểu lý do tại sao thì lại bỏ lại cho bà ngoại là hai người cháu. Mà hiện tại thì nghe nói là đang nằm giống như là đang nằm chờ chết tại một cái căn nhà như vậy đó. Thì hôm nay thì Tấn có mặt tại nơi đây và cũng như nhận được những lời cầu cứu của ba bà cháu như vậy, thì Tấn sẽ tới đây xem tìm hiểu hoàn cảnh như thế nào, xem mình có giúp được cái gì không nhá. Thì bây giờ Tấn xin mời cả nhà. Tấn vừa tới đây á, thì chưa có vào nhà đâu cả nhà, thì Tấn thấy là có một người cô hiện tại thì đang ngồi, hình như đang ngồi ở trước này, để Tấn hỏi thăm coi. Dạ cô cho con hỏi là ba bà cháu kêu cầu cứu mà có một đứa bé mà hai vợ chồng bỏ nhau rồi là nghe bảo là nhiễm trùng máu nằm chờ chết ở đâu cô nhỉ? Ở đây mà nó mới đi bệnh viện á chú, nó mới ra đi á. Là sao? Là nó đi lên nhập viện, hôm nó giật quá rồi nó đi nhập viện rồi nó mới đi ra đó. À là mới chạy đi ra bệnh viện mới hả? ra đi bệnh viện á. À, đi lâu chưa, tầm khoảng 10 phút 15 phút chưa? 15 phút. 15 phút rồi hả? À, mới ra đó chú đi nhanh cái. À vậy là ở ngoài này phải không? Đi ra đường đó chú. Ủa nhưng mà đi xe Honda hay là đi bộ vậy? Đi bộ đâu mày. Ủa rồi không có xe Honda hả? Không có xe Honda. Rồi Tấn phải đi. Là ở ngoài này hả cô? Dạ rồi ok. Là đi thẳng đường này đúng không cô nha? À đi thẳng đường này. Cô ơi. Cô. Ủa cô đi đâu vậy? Hả? Cô để cô điện con xuống mà sao cô lại đi bệnh viện vậy? Nó bị sốt. Thôi con chào cô nha, là sao vậy? Nó bị sốt rồi nó giật á. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ là đi là ba bà cháu đi luôn hả? Dạ. Là đi được lâu chưa? Dạ, mới đi cũng trong nhà ra một phút. Hết hồn tí nữa thì có lẽ là mình sẽ không gặp hoàn cảnh này rồi. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ hình như là con có đi ngang mà con thấy, nhưng mà con không có ngờ là cô. Dạ, chị cũng không ngờ mấy hai cậu xuống để giúp đỡ giùm chị á. À đâu mình tìm một cái bóng mát nào ngồi chút xíu đi. Dạ. Dạ đây có cái bóng mát đây đi. Dạ. Ngồi đây một xíu đi cô. Ừ. Hả? Thằng cô nè, nhìn thấy tội chưa? Ừ. Đồ đạc gì nhiều quá trời nhiều vậy? Quần áo. Sao có cái máy thở đây nữa vậy? Tại nó bị khó thở rồi phải phun á. Phun tiếp phụ á. Chạy nãy giờ mệt quá, con nghỉ một xíu đã. Dạ. Dạ. Ủa hình như là bé nó có một cái hành động rất là kỳ lạ luôn nha, con thấy là. Ủa sao vậy? Nó bị nhiễm trùng máu rồi qua nó bị bác sĩ nói là nó bị liếu loạn hành vi với nó bị thần kinh á. À dạ. Bây giờ con bi vút nó đang ăn lên trên não nó, giờ không có tiền mà hôm này nó giật lại rồi. Chị tính đi bệnh viện mà chưa có tiền, tính đi dài hỏi mượn ta mà sáng giờ chị đi hỏi mượn không có ai có hết á. Trời ơi. Chị tính liều đi đãi luôn. Rồi không có tiền lấy gì đi bệnh viện. Chứ giờ bỏ không lẽ bỏ cho ngoại chết. Trời ơi cả nhà. Nó cắn mình mấy chị không còn nhớ. Là sao? Nó lên cơn nó cắn người ta chân của chị nè. Trời ơi.
là cái lúc mà nó lên cơn là nó cắn nó hả? Cắn nó nắm đầu rồi nó quánh anh hai nó làm tùm lum hết á. Ôi nhìn con bé dễ thương như cả nhà mà sao mà vậy ta? Giờ cha mẹ thì không có, cha bỏ hồi lúc mới 4 tháng tới giờ, đẻ mẹ đẻ ra còn mấy ngày nữa, 4 tháng giờ không biết mẹ nó đâu để đi tìm mẹ nó, về để lo cho nó. Hoàn cảnh chị cũng khó khăn lắm, chị cũng bị tim. Dạ. Rồi chị đi làm mướn không à. Ngay chị cũng không có nhà cửa gì hết, mẹ chết thì ở đậu nhà của ông anh vậy đó. Chị cũng không có nhà cửa gì chị ở hết. Bây giờ thì hiện tại là cô đang ở chỗ nào? Ở trong đây nè. À ở trong cái chỗ mà hồi nãy cô gửi định vị cho con đó. Là cái nhà đó là nhà của cô hay là nhà không cô? Nhà của mẹ chết rồi, giờ cũng như ông anh đi làm rồi ở đó vậy chứ không có nhà cửa gì hết. Trời nó quào nè, nó quào nè cả nhà nè, nó quào nè. Rồi những nó đó. Cắn. Nè, này nhờ coi nó những cắn. Cái vết cắn nè. Trời ơi này đã còn luôn nè. Trời ơi. Là dữ dằn luôn luôn hả cô? Dạ, tự nó cắn nó luôn, tự nó cắn tay tự rồi quào luôn, luôn rồi tự quào luôn. Trời ơi. Dạ vậy thì bây giờ như thế này đi, tạm thời thì con sẽ dẫn cô về nhà cái đã, để con tìm hiểu cái hoàn cảnh như thế nào, rồi nếu mà giúp được gì thì con sẽ giúp nha. Bây giờ mà đi bệnh viện ở trong túi cô bây giờ còn bao nhiêu tiền? Còn có hai mấy ngàn à. Hai mấy ngàn sau đi bệnh viện? Thì giờ đi tới đâu người ta thấy bà con, người ta thấy có ta giúp đỡ giùm vậy đó. Thôi vậy thì bây giờ cứ về nhà đi đã ha, rồi con xem giúp được cái gì cho cô không nhá. Đi, mình đi. À, con vẫn chưa có biết tên cô tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Hôm nay năm 2 tuổi, Nguyễn Thị Đương. Dạ, Nguyễn Thị Đương ha. Rồi thì cả nhà có thể là đợi Tấn chút xíu. Về tới nhà thì có lẽ là Tấn sẽ tìm hiểu cái hoàn cảnh này ra như thế nào nha cả nhà. Là nhà đấy là nhà cũng cô ở đậu luôn hay sao cô? Dạ. À, nhà ở đậu. Dạ, con chào cô nha. Hơn, tí nữa là ra không còn lên xe. Dạ, đã tới lỗ rồi. Để đây đã. Ở đây đó hả cô ha? Dạ, em đầu vô đây. Đây đó, đây con mở cái cửa này. Ủa sao cái cửa này? Bỏ đồ lên đây. Bỏ đồ lên đó đi. Là xếp đồ hết trơn này này nọ nó hả? Dạ. Tối là ba bà cháu ngủ ở đây. Dạ, ngủ ở đây mà cũng che mũ vậy đó. Trời mưa giọt hết đó luôn. Dạ. Thôi để mình lấy cái ghế đi. Lấy cái ghế này đi. Dạ. Cái ghế cho cô ngồi. Hai bà cháu, ba bà cháu ngồi đây. Dạ, ngồi đây với ngoại con. Con ngồi đó đi con. Là cứ phải ôm như vậy cả ngày luôn hả? Có khi chơi vòng vòng ở đó vậy đó, còn mấy lên cơn lên nén là nó cắn. Nó cắn rồi nó xé. Trời ơi. Đừng nghịch cái này của chú con. Đừng nghịch nha. Đừng nghịch cái này của chú nha. Dạ đi con. Dạ. Con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Con mấy tuổi? Con 6 tuổi, con tên gì? Nguyễn Ngọc Sang. Nguyễn Ngọc Sang. Rồi con có đi học không? Dạ có, mà con bận không được đi học. Đi học có giỏi không? Dạ có. Giỏi làm sao? Nói cho chú nghe. Con học giỏi nha. Tại sao con lại quánh ngoại, con lại cắn ngoại? Ngoại dọa quấn con. Ngoài quánh con đâu? Ngoài đâu có quánh con. Ôm cả ngày. Có khi nó cắn rồi nó xé rồi nó làm tùm lum, nó nắm đầu, nó quánh anh hai nữa. Nó nắm đầu anh hai nó vậy đó. Nắm hoài vậy đó. Cứ như vậy hoài hả cô? Lại nắm đầu rồi nó cắn anh hai. Đúng rồi. Trời ơi cả nhà. Đây là những cái mà thường ngày một bà ngoại phải nuôi hai đứa cháu mà cha mẹ bỏ đi. Đó. Không phải là Tấn không có ngăn cản đâu cả nhà, nhưng mà đây là giống như cái Tấn phải cho mọi người biết được rằng là hiện tại bé nó đang. Bây giờ. Làm sao vậy cô? Thì nó lên nó muốn làm gì nó làm vậy đó. Có khi là nó ngã xuống là chụp không kịp là đập đầu xuống dưới đất rồi. Sao hình như nó giật giật đúng không cô? Hình như nó giật giật nè. Nó cái tay nó muốn rung rung muốn giật. Giật rồi hôm giật hai lần luôn á.
Đầu tiên nó giật á, muốn tím người, đầu tiên nó không có tím người. À. Cái hồi khúc sau á, khoảng 3 giờ sáng, nó giật cái tay giật vậy mà. Nó đang nằm với chị vậy đó, nó giật nó muốn tím người luôn. Trời ơi. Rồi cái lúc đó cô có sợ không? Sợ chứ, khóc hoài. À. Nó chết. Trời ơi. Giờ mà thả ra cái sợ bé, nhiều khi biết sao không, sợ bé là nó tự lên, nập đầu xuống đất á cả nhà. Nó lên gần động, nó lên á. Trời ơi. Không có gì đâu. Trời ơi cả nhà. Đừng cắn lại, đừng cắn lại. Trời ơi cả nhà kìa. Cứ vậy là cứ phải để nó quấn. Còn mình mà nói lại thì làm sao ngoài. Nó cắn lên, nó làm bóng lên. Con ơi đừng quấn ngoại con đừng quấn ngoại con. Trời ơi những cái vết thâm của cô nè cả nhà. Nó cắn không vậy? Thôi đừng cắn anh hai, đừng cắn anh hai con. Cắn anh hai con. Ẩm hai. Ẩm đâu được, con ẩm anh hai gì được. Anh hai ẩm con không có nổi. Đứt ruột chưa cả nhà? Như này thì làm sao mà chịu nổi cô? Thì cũng phải ráng chứ sao giờ. Đi không có tiền, nó đi bệnh viện mà không có tiền, nó ba mà cháu đùm đi đại. Có khi nào mà cô nghĩ quẩn một cái điều gì không? Không quẩn, hôm này chị nói thiệt cái gì. Nó nổi như vậy, cháu uống ba mà cháu. Giờ mà thả ra là sợ nó thả ra nó, sợ nó cơn động nó lên. Ờ nó đập đầu mà nó có là nó đè ngoài cơn con, nó giật nó đè ngoài cơn con. Trời giống như nó giật gì hề ngoài. Trời ơi cả nhà, bây giờ phải làm sao? Nếu mà nó giật như này quá thì phải làm sao? Phải đi bệnh viện chứ, sợ ở nhà em bé qua không khỏi. Hình như nó xỉu hay sao vậy? Nó mệt, nó vậy đó. Nó quằn quại vậy. Ủa nó xỉu luôn rồi kìa. Phải không? Cô quạt quạt cho nó coi. Trời sợ vậy? Hồi hồi đó giờ là con chưa có gặp cái tình trạng này, bây giờ mình phải làm sao luôn á cô? Có sao không cô? Không. Thử lại dựng cái ghế bố cho em nữa con. Thử coi nè. Nực quá mẹ. À nực quá mẹ ơi. À để chú quạt cho con. Trời ơi giống như một thiên thần vậy đó mà không hiểu lý do lại bị những cái căn bệnh quái ác như thế này á. Chú cũng người ta cho chứ cũng có tiền mua nữa. Ba bốn người Hùng cho nè, dâu của dì Mười đó là với dạ bà và vợ của cậu Năm Hận. Trời ơi nó nằm giống như kiểu là hình thức nó cứ giật á cô nha. Dạ là phải giữ nó hả? Giữ cậu ơi. Nó lên cơn nó lên á cũng phải ráng chịu nữa. Chị đâu có dám bỏ. Lúc trước đi mặn gỡ cái này người kia không à. Từ nhà nó bệnh lại tới giờ không có gửi, dám gửi ai á. Dạ. Cũng ra con thầm chịu. Mình ở đây có cái quạt nào không ta? Có quạt điện nào không ta? Cô cho con hỏi cái là vậy là cha mẹ của bé là bỏ đi là bao nhiêu năm rồi cô? Bỏ hồi lúc nhỏ này chưa được 4 tháng. Còn cha bỏ hồi mang bầu tới giờ. À trời ơi cả nhà kìa. Trời ơi. Chú ơi, chú thọ ta chưa lấy được cái ổ điện này cho chú thích. Dạ, được rồi cô. Rồi. Khổ gì nó biết yêu nó. Có khi xuống tâm sự gì mời ơi, chắc con chú muốn chết hay muốn sống rồi. Bà nói ráng đi chứ chết gì giờ con buồn quá con chết rồi con bỏ hai đứa nhỏ lại ai đâu lo. À. Nói
con buồn đủ thứ. Mẹ nó thì không có, cha không có, giờ nó bệnh vậy nữa, tiền bạc đâu con chữa chạy cho nó. Còn nó thì mua thuốc cho ba cháu uống chết cho rồi. Sao mà cái nào khổ cũng dồn tới gia đình mình vậy cô nha? Thì phải vậy. Là cô coi như là cô nuôi bé từ lúc mà 4 tháng tuổi cho tới giờ hả? 4 tháng tới giờ. À. Là 4 tháng cho tới giờ luôn. Giờ nó 6 tuổi rồi. Dạ. Lúc trước đi mà ngỡ với Đồn ấy dưới á. Đồn cũng lâu lâu cũng cho tiền cho bà. Dạ. Cho mì đâu ăn. Dạ. Cho này kia nọ. Chứ giờ nó bệnh hoài à. Mấy tháng nay đâu có mang ra tiền đâu, đâu có ra đồng bạc nào đâu. Sao vậy con, sao cười với chú vậy? Hả, sao cười với chú vậy? Giỏi nha, giỏi cho ngoại nha, đi làm kiếm tiền về chữa bệnh cho con nha. Dạ. À, rồi cha nó là cũng bỏ từ lúc đó hay là sao con? Cha nó bỏ hồi lúc mang bầu nó mới 4 tháng à. Còn cha mà... nó không có ngon hàng tới đó. À, giờ vậy. Giờ hiện tại thì cha nó hiện tại đang ở đâu cô? Giờ chị không biết ở đâu mà nói nữa. Tại vì như hai hồi đó hai đứa thương không có gả cưới gì hết á. Là mất tích luôn hả? Ừ. Rồi nó đi nó về xứ nó luôn. Nó không có liên lạc gì hết á. Rồi tới nhỏ này đẻ ra 4 tháng. Rồi cái chị mới đi mặn hồ. Đi mặn hồ cho người ta. Ở nhà với ngoại nữa. Rồi nói thôi con ở nhà với giữ em với giữ ngoại đi, lúc ngoại nó cũng bệnh nữa. Nói hồi tao mẹ đi làm đi, mẹ kiếm tiền, chị cũng bị tim nữa, chị ráng đi làm hồ, chị xẻo lên xẻo xuống luôn. Dạ. Gia đình khó khăn đi làm hồ để kiếm tiền nuôi nó với nuôi ngoại đó. Ý, ở nhà nó bỏ nó đi cúp nguồn tội luôn, tới một tuần lễ rồi điện không được đi vợ này luôn. Dạ nha, không đồng mạng để đi kiếm mẹ nó về giùm đi. Trời ơi. Quá là khổ luôn rồi. Giờ nuôi con, nuôi con nó bệnh hoạn rồi tôi đi mần nữa, tôi không có tiền. Ý là người con gái là con của cô mà cũng nỡ lòng nào mà thấy con bệnh như này rồi cũng bỏ đi mất tích cho tới ngày hôm nay luôn. Là lúc đó là bé này được bao nhiêu tuổi? Mới có 4 tháng à. Mới có 4 tháng, đừng hổn con, đừng hổn con. Mới có 4 tháng thôi hả? Ừ. Trời ơi. Lúc đó đâu có tiền mua sữa cho nó uống đâu. Đầu tiên quậy nước cơm cho nó uống. Uống rồi đi mặn có tiền mua sữa bò cho nó uống. Nói chung là quần áo đó là người ta cho mặc không. Mà cháu không mua gì hết. Đừng quá anh con. Đừng quá hôm nay. Là tối ngày là nó quậy như vậy hả? Nó quậy vậy đó, đi xuống nhà bà đó nó cũng quậy. Quậy tùm lum la hết. Khi nó đập đầu nó luôn. Rồi nó cắn cô hằng ngày cắn là nó... Cắn hằng ngày luôn. Đừng nắm đầu anh hai con. Đừng nắm đầu anh hai con. Con ngồi dậy đi con. Con ngồi dậy cho chỉnh tề nè. Có khi nó cắn chị rồi chị cũng không để trễ cho nó cắn, chiều cho nó cắn luôn chứ sao giờ. Nhưng mà thí dụ như mình nạt lại là tự đập đầu xuống đất là tự đập đầu xuống đất. Nỉnh đi anh hai ngồi. Đừng nắm đầu anh hai cắn nữa nha con. Có khi nó muốn không kiểm soát được hành vi của nó ngồi khi nó muốn đái là nó đái luôn, nó không có kêu gì hết. Muốn đái là nó đái. Nó không có kêu. Giờ chỉ khổ gì nó đi mà không ai giữ nó. Dạ. Nhiều giờ mà không có tiền đi bệnh viện thì không phải có làm tiền sao đi cô? Bệnh viện. Giờ chị cũng biết sao nữa. Giờ nên đi đại đi dọc đường xin tiền. Trời. Xin tiền có ai thương thì cho người chút đỉnh vậy đi chứ không lẽ giờ mình bỏ cháu mình chứ. Tính đi hồi phi tới giờ.
nhìn hai anh em kìa. Để cho nó ôm anh hai, để nó, cái tình cảm của hai anh em cả nhà đó, không còn cha còn mẹ mồ côi mà. Dạ, còn hai anh em với bà ngoại, ông cậu thì đi làm mướn người ta, cũng đi làm thuê người ta chứ cũng đâu có chủ cả gì. Cô cho nước à? Dạ, cô cho con hỏi cái là cô là với cô này là sao ta? À, cũng như tôi ở xóm vậy đó. Ở xóm thấy thương nó thì giúp đỡ, thì ví dụ được nhiêu hay nhiêu gì đó. À, dạ. Thì ví dụ nó đi bệnh viện thì cháu này bỏ lại thì con dâu tôi ở nhà chăm sóc. Vậy đó. Ừ. Và cô thấy cái hoàn cảnh của hai ba bà cháu ở đây thì như thế nào cô? Coi như là thấy tội nghiệp nó, kiểu mà nó cũng lo mà ăn chứ không phải là lo chơi ăn chơi gì. Tội nghiệp có khi nó thiệt với chú mà nó về nhỏ cháu được khỏe chứ gửi biên phòng á, nó gửi với biên phòng cho ai đâu giữ con này. Rồi biên phòng giữ sáng đi chiều, sáng mướn người ta đưa xuống dưới rồi chiều ta rước về, nó đâu biết xe xe nó đi làm mướn. Ví dụ nó làm tiếng hồ 330 ngàn thì nó đi được mấy tiếng á thì đỡ mấy tiếng vậy. Rồi các con của cô này là bây giờ là hiện tại đó là bỏ đi hết. Bỏ đi hết. Không có tông tích gì về luôn hả? À, cô có cái hình ảnh nào không? Không có điện thoại về luôn hay là sao cô? Không có điện thoại gì hết á Ngưng ơi. À, rồi mình có cái hình ảnh nào của hình của con cô không? Có tấm hình hồi còn nhỏ. Hồi như này, thấy dạ. Con cháu thương quá thì giúp đỡ gì đó. Ví dụ như là khi nó đi bệnh viện hay đâu nó về thì chú dụ có đồ ăn thịt heo hay là gì á là chú mua để cho. Thì chú biết là mình già mà nó có làm thế này nhiều. Thấy thương nó vậy, còn bánh trái thì cũng như là chú cũng cho, nhưng mà tiền thì không có thiệt. Nói chung đồ ăn đồ uống thì có gì cho. Hồi nãy thì con có nghe cô tâm sự, nhiều khi là cô tâm sự với cô á là nói là muốn uống thuốc chuột hay là cái gì đó cho nó xong hay là nó sao. Nói nhiều khi con muốn chết chứ rồi mười. Rồi ta hỏi mày chết rồi hai nhỏ không chết làm sao? Mày chết được hai nhỏ không chết bỏ cho ai? Nó nói rủi rồi con nghĩ suy nghĩ, hay nếu con chết như vậy, còn hay nếu nó chết thì con không biết con sống như thế nào. Thì thôi giờ là cô mới nói nó là bây giờ coi như là mình cái gì là cái mình cũng bình tĩnh ra đi, con đừng có nghĩ quẩn, để lo cho cháu ngày nào nếu mà nó còn với mình thì mình lo, còn nếu mà mãn phần thì thôi, chứ mày rủi mày bò mày chết mà hay là con này chết thì cái thằng này nuôi. Đâu có gửi ai được, bao lâu thì chú phải con ruột thì người ta còn nuôi chứ con gửi thì đâu có gửi lâu được. Vậy đi. Cô cho con hỏi cái là hiện tại cái sức khỏe của bé, là cái bệnh của bé là như thế nào, cô có thể là nói cho tất cả mọi người biết được tại sao lại cô lại nói là bây giờ là chỉ giống như là đợi chết là sao cô? Nhiễm trùng máu. Trời ơi. Nhiễm trùng máu lâu lắm rồi nó mới sao. Nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu đó. Nhiễm trùng máu là lây qua cái bệnh thần kinh. Thần kinh nãy giờ bị con virus ăn lên não nữa. Thì nó bởi vì nó nói là nếu mà con này chết, nếu mà con này mất á thì nó không biết đời sống nó ra sao, nó muốn chết luôn cho rồi. Thì tên nó chết luôn, thằng này ai giữ ai nuôi. Thì mày con phải bình tĩnh gắng gượng con mẹ, nếu nó hết thì đừng có vậy hết thì bà cháu sống chung, còn nếu mà con này có mãn thần thì con cũng phải giữ tinh thần để sống với nhỏ chứ đâu có bỏ được. Phải không? Chứ không khóc gì lắm. Tại sao cô lại suy nghĩ vậy? Tại vì quá thương nó. Nó qua cha con mẹ nó bệnh mạnh, mỗi lần đi bác sĩ lấy máu lấy tỉ hoài à. Nó bệnh vậy mình ông bà mình chịu không nổi, nó chết mình chết theo nó luôn, chứ còn sống với ai nữa. Tuy rằng thì không 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nhưng mà tuy rằng là lúc đó là chỉ mới có 4 tháng tuổi thôi, nuôi đúng rồi, nuôi tới ngày nay tẻ rồi đứt ruột chưa cả nhà đó, mà cha mẹ không có đoái hoài, thậm chí là con của cô cũng bỏ đi không một lời từ biệt, cho tới ngày hôm nay thì không thấy ở đâu. Ngoại không? Ôi trời, mắng ngoại luôn á, không có biết cái hành vi của bé là như thế nào nữa. Mới lần đầu á, thì nó đi về ăn, nó biết là để con đi lên trại nó mua bánh canh cho cố ăn. Nó mới đầu nó đi, nó biết nó đi càng cái càng về cái nó dặn nghe, càng về cái nó này. Cố ơi, con không được khỏe. Con không được khỏe, con không nhớ một cô cố đâu. Nghe thương đứt cược. Hỏi sao thật kỳ vậy, con hứa với cố con mua về mà
không được khỏe, cô ơi, con gì không được khỏe, nó rời hỏi không khỏe chỗ nào, con ngay đây nó không được khỏe. Tôi thấy đứt ruột quá. Tôi ở sớm mà tôi thấy tôi lên, bây giờ có gì cho ăn. Thậm chí tôi thiệt với cơ chú hen, tôi với mấy đứa con cho mà yên xào vô trong ăn cái nguyên lắc nha. Nó xuống lần một khẩu lần khẩu ăn hết cái đó thôi chứ không có không bao giờ tôi ăn hết thiệt chú. Để cho cháu mình thiếu gì ngày ăn, còn nó bệnh tôi sợ nó gián đoạn á. Tôi nói là trời ơi sợ cho nó cái bệnh gì mà ác nghiệp mà tới nó gián đoạn mà thời gian quá thì con tôi cũng vậy á, con tôi cũng nói cũng hạ xuống lần nào cũng cho mấy trăm ngàn vậy, nói thấy tội quá mẹ ơi con cho nó ăn kệ thì ngày nào hay ngày nấy. À. Thiệt chú, thiệt là tất cả ở đây mọi người ở đây là suy nghĩ là bé là chỉ được ngày nào hay ngày đó thôi. Chứ không thể nào sống được. Bị nói là nói tới ăn tới não rồi mà bác sĩ nó có hề có clip luôn mà nó quay trên đo điện não rồi bác sĩ nó nói là vậy thì là coi như mình nghĩ là không bao giờ cũng nói là sống lâu. Có mạnh thuốc dữ ghẹo em mà. Cô tính là nó hơn đây tới Tết chịu không nổi mà có thuốc này nay nó tỉnh tỉnh không làm nè. Cái mắt này ra nhờ, mở ra con không mở được cô ơi, con không khỏe. Trời ơi, đứt ruột. Sao cô khóc? Thương con mà nó gián đoạn quá, hay nó lớn được chút đỡ, nó còn nhỏ quá mà nó bệnh nghiệt á. Trời ơi, không cho nó được sống thời gian lâu dài á. Có khi nào cô suy nghĩ là mình lớn tuổi rồi mình có thể là mình sẽ đại lòng với lại là thay thế cái căn bệnh của tôi nói vậy, thay gì già chết chứ đúng không, chết chứ mà đáng màu hen, còn cái tuổi này nó còn nhỏ quá mà nó thiệt thôi. Tôi nói thiệt, cái chú đi xuống biên phòng ai cũng nói nhỏ coi sang coi nó đẹp đẽ mà sao nó ảnh hưởng, nó lãnh cái bệnh nó quá ngặt nghèo, nó không sống dài, nên nghĩ là nó bệnh về không bao giờ sống lâu. Ai cũng 100 người nói đủ trăm. Vì cái chỗ mà tôi hôm đó hắn loạn mắt nó mở hết lên đó, là tôi nói là đây thì tới Tết chị không nổi đó. À dạ. Ừ, thấy tội nghiệp. Mua thuốc là mới 600-700 ngàn nó uống không? Nó uống nó liên con mắt nó không có mở được. À. Nay nó mở vậy đó, ông không vậy, hí vậy không á. Nay nó mở vậy là đỡ rồi đó. Nhưng mà nó quậy bà ngoại thì như vậy thì bà ngoại vẫn cứ chấp nhận hả? Nó cắn tới mức độ mà vô trong da trong thịt như vậy mà vẫn chấp nhận được hả? Nó đi đợt trước thì không có, đợt sau này về nó phát khùng. À. Ừ. Từ từ nó phát dữ lên chứ không phải mới đầu là vậy không. À. Nó đi lên trển đo điện não rồi về bắt đầu nó sát nó cắn bà ngoại nó vậy. Hai anh em kìa cả nhà. Ừ. Chứ nó không phải vậy, chứ không phải nó phát từ đầu tới đuôi. À. Sao nó vậy? Dương và ống nhầm. Không, nó cứ đòi qua đòi lại nó ha. Cực dữ lắm. Ừ. Rồi cô thử coi có cái hình á, có cái hình của mẹ nó. Của. Dạ. Ừ. Để cô. Con xem với. Đâu đây, để chú ẩm nào. Mẹ đây. Nó còn đâu. Chú ẩm nha. Chú ẩm nha, giỏi. Dạ. 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 Con. Ôi ôi nặng cả nhà. Ừ. Sao cười vậy? Hả? Sao chú ẩm này, chú ẩm lại cười? Cười với chú. À, khoái cười với chú hả? Ừ, về ở với chú không? Hả? Ok. Ok ha. Ok. Ok nè, ok. Ừ, giỏi. À, là đây là ha. Dạ. Rồi ngồi đây với chú cho ngoan nha, đừng có quậy nha. Ngồi ghế đi em ơi. Rồi ngồi đây với chú nha. Ây à. Mẹ con. À, của mẹ con đây hả? Ủa cái sao cái hình này sao bé vậy cô? Tại hồi đó bị cháy nhà nó bị phỏng á. À là bị phỏng cái chân nè, quẹo dạ, cái chân nè. Dạ, với cái tay nữa nó phỏng, nói chung là toàn thân luôn á. À. Cái mặt là không có bị thôi, trên đầu xế sội nè, có vòng vòng ở đây là có tóc thôi, trên đầu nó ngay trái không có tóc. À. Da đó rồi người ta nó dễ kiếm nó. Nó dễ ghê hình dạ. Là được bao nhiêu năm rồi? Nó đi nay nó được 28 tuổi rồi, hồi lúc đó nó mới 11 tháng. Ủa giống bé Tiên vậy trời. Hay là ủa? Chú thấy ở đâu? Con đang thăm một cái hoàn cảnh là bé Tiên, à. Năm nay là hình như cũng hai mấy tuổi, gần 30 tuổi gì đó. Ừ. Mà cũng cháy từ ở trên này nè. Cháy từ trên này ở xuống dưới. À. À, nhưng mà hiện tại thì đang nằm ở trên bệnh viện mà không biết là có phải hay không. Nhỏ này cháy lâu rồi. Cháy lâu rồi. À, cháy lâu rồi. Cháy lâu rồi, ngay chỗ bụng này nó không có cái tóc. À. Nó ngay chỗ này là coi như là hầu đó đó rồi, lên bệnh viện chắc nó lắc ở dưới này đắp bên đây hay sao không có tóc tai nữa. À, không có tóc tai gì ha. Con vậy mắt nó liêm diêm lại nữa rồi đó mà. Làm sao vậy con? Nó lên cơn hay sao vậy? Nó liêm diêm vậy đó.
À, nó không có ngủ mà nó vậy đó. Đừng có quậy nha. Nè cả nhà này, nhìn cái một cái gương mặt này. Đây hai anh em đứng đứng cho đây nè. Đây. Y chang là những cái bông hoa mà đang nở đó cả nhà. Đây nè, nè con nhìn lên nè. Con chào ông bà cô bác. Con chào ông bà cô bác. À, chúc ông bà cô bác thật nhiều sức khỏe. Chúc ông bà hồi sức khỏe. À, ông bà cô bác nhớ ủng hộ cho con để con nhanh hết bệnh. Ủng hộ cho con hết bệnh. Ừ, rồi con nói với mẹ con làm sao? Con nói mẹ đi. Mẹ con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ, con muốn gặp mẹ hay là sao? Muốn gặp mẹ rồi. Con kêu mẹ đi. Mẹ ơi rồi con. Còn cha con đâu rồi? Ba con bỏ luôn rồi. Thì con có muốn kêu ba con về không? Không muốn. Ừ, con kêu làm sao? Ba ơi rồi với con. Ừ, con bệnh rồi. Con bệnh rồi ba ơi. Ừ. Giờ con không có tiền đi bác sĩ. Con không có tiền đi bác sĩ ba ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Về với con. Về với con. Đứt ruột kìa cả nhà. Đi xuống. Thôi đừng ngồi đây với chú đi. Không ngồi đó đi con. Nó không đi được đúng không? Ừ. Nó đi là sợ nó. Nó lên cơn á, rồi đâm ra là nó có một cái vấn đề gì đó. Nó con nhìn mẹ con đi. Nhìn mẹ con đi. Ừ. Mẹ con nó nhìn. Kêu đi, kêu đi, kêu nè. Mẹ ơi, về với con. Mẹ ơi, về với con nhé. Tạ cái này nha, chú chịu không nổi nè. Thôi con đừng nín đi, con đừng khóc nữa. Mẹ nó tên gì? Nó Nguyễn Ngọc An. Nguyễn Ngọc An hả? À, Nguyễn Ngọc An. Tính ra là 28 tuổi. 28 tuổi. À dạ, còn ba nó là tên gì? Ba nó không có biết tên luôn nữa. Tại vì nó về đây nó giấu, nó không có nói tên nữa. À, không có nói tên tuổi gì hết ha. À. Tại sao con lại khóc? Con nhớ mẹ. À, con nhớ mẹ con khóc. Con muốn gặp mẹ không? Dạ, muốn. Hay là về ở với chú? Tại sao vậy? Nhớ mẹ. À, nhớ mẹ. Có lẽ là nó không biết mẹ nó không nhờ. Biết mẹ, mà nghe ta nói nhớ mẹ. À. Nhớ. Nói với bạn Điềm á, chị cũng khóc dữ lắm. Đi bệnh viện á, có một mình chị nuôi suốt luôn. Có khi chị mệt lên, bác sĩ nó giật, tới giờ nó giật lên, cũng phải ráng ẵm lại cấp cứu. Mà thời gian ngồi cứ nằm ở bệnh viện di động mà. Ngày đêm có mình này, riêng sức khỏe đâu có đâu, cũng phải ra. Trời ơi. Riêng này đi không nổi mà ông ta trong mòng nó chạy dùm. Tới giờ nó giật, đâm đầu chạy. Là nói chung là ở đây á, là giống như là ôi giời ơi. Nó Thanh ơi. Đâu cứ để đi lỡ ngoài nè. Ôi đừng xé cái hình ngủ. Đừng xé nha con. Đâu rớt rồi. Dẫn em vào. Nó điện hồi nó đụng vô cái cửa vào. Đâu. Nó thiếu một cái tình thương gì đó. Yeah. Ừ. Giống như kiểu là nó không thấy đường, một là vậy, mà hai nữa là kiểu như nếu mà mình buông nó ra là nó sẽ đập đầu vào cái chỗ nào đó ha. Mắt nó vậy, hồi nó mở được, hồi nó nè, sưng phù đây rồi nè. Con không thấy đường hay sao vậy? Con thấy không? Cái này số mấy nè? Số 1 hả? Cái này số mấy? Số 2. Giỏi. Đứt ruột kìa cái này.
Nhưng mà bây giờ cái căn bệnh của bé thì bây giờ phải làm sao cô? Bác sĩ nói là bây giờ phải... Bác sĩ nói là bây giờ là có tiền thì chữa cho nó. Bây giờ lo cái não trước. Lo cái não trước? Tại vì đi đo điện não cũng đi mượn đi ra người ta mấy triệu bạc mà một ngày tính ra là 40 ngàn tiền lời. À, hiện tại là cô đang nợ cái tiền lời đó. Là bao nhiêu tiền cô? Cũng... tiền này tiền kia cũng mười mấy triệu. Cũng mười mấy triệu tiền lời. Trời ơi, mà bây giờ cháu như thế này nữa. Mà một ngày vậy là lại đóng hai một triệu là ngày 20 ngàn, 10 triệu ngày 200. Một ngày đóng tiền lời không. Là đây là những cái giấy tờ của bé ha. Đo tiền nè. Rồi chút xíu này thì con sẽ xem. Nhiễm siêu vi. Nhiễm siêu vi à? Đây nè, nhiễm trùng máu đây, cái đó là đừng xé con, đừng như cái hình của con. À, cái hình của con nè. Cô lau cái này con. À, cái hình này hình của con phải không? Giấy này. Ai đây? Con. Ở coi chừng ướt, coi chừng ướt. Nó xé tanh banh hết trơn luôn vậy đó. Còn cái này là to thuốc. Giải phẫu bệnh. Phương pháp điều trị. Đây nè, tái khám này và vấn đề nhiễm trùng huyết này, can đó. Thiệp giáo dục từ kỷ tại địa phương, tức là bé đã bị mắc cái chứng bệnh là từ kỷ rồi. Còn thuốc lần mấy trăm mấy triệu tiền thôi. Còn thuốc vấn đề là nhiễm trùng máu huyết này, can thiệp giáo dục này, giống như kiểu, ấy à, sao nó xỉu vậy cô? Ủa sao? Con ngủ. À, con ngủ rồi, hết hồn. Thôi con đừng làm chú sợ nha con. Ai diễn chú? Nhưng mà xuống này con. Đi qua ngoài nè. Không, con đi ngủ. Nói vậy chứ nó không có ngủ. Nằm cho nằm tay. Nằm tay ngoài nè. Nằm tay ngoài ngủ nha. Nằm tay ngoài ngủ nha. Giỏi nha. Nó cả nhà rất là nhìn rất là thương luôn. Hoàn cảnh này thật sự là vô đây một cái một là thật sự lúc nãy như là con đã rơi nước mắt về cái hoàn cảnh này rồi. Hôm nay con tới đây á, con không biết nói làm sao luôn á. Thì nếu như mà có cô bác anh chị nào ở trên cộng đồng mạng, nếu như mà thấy những cái hình ảnh của mẹ của bé này nè, mẹ của bé tên gì nói vô đó cô. Nó Nguyễn Ngọc An. Nguyễn Ngọc An. Nguyễn Ngọc An năm nay là 28 tuổi. Mà bị cháy từ ở trên cái đầu này đi xuống ha. Để xuống tới chân ha. Cô cất giúp con với, không nó xé nữa đó. Nó xé mấy giấy tờ này là quan trọng lắm đó. Cô để bên ấy cho con. Qua chú tiếp hả? Cứ đòi qua chú không hả cả nhà? Qua chú hồi cái này nói là cái mũ anh cho chú sợ. Đâu qua chú nào? Rồi qua chú nè. Qua chú nha. Nhưng mà qua chú là cho ngoan nha. Không có được quậy nha. Ngồi cho im nha. Dạ đúng rồi, cứ để nó đại nó đi. Dạ. Nó giấy tờ quá. Dạ dạ được rồi. Cô cất bên đó không nó xé nó. Con thấy rồi. Con thấy căn bệnh của bé rồi. Nói chung bây giờ căn bệnh của bé là trước mắt là bắt buộc là phải nhập viện gấp. Phải không cô? Dạ. Còn cái vấn đề mà nợ nần thì mình tính sau. Dạ. Dạ, bây giờ thì còn có ba bà cháu thôi cả nhà. Con nín nha, con không có nói nữa nha, để cho chú nói chuyện nha. Để chú tìm mẹ con về cho con nha. Rồi. À, cái người ngồi kế bên này là ai đây cô? Anh cậu nữa. À, cậu hả? Không sao ha, không sao ha. Thì nếu như mà ai mà thấy một cô bé năm nay, một cô gái tầm khoảng là 28 tuổi. Nguyễn Ngọc An. Nguyễn Ngọc An. Trước khi đi thì có mang hồ sơ... Giấy, có giấy tờ, giấy chứng minh nó theo. À, bây giờ thì người ta không có làm giấy chứng minh nữa rồi. Có khả năng là sẽ quay trở về đây và sẽ bắt buộc phải làm. Ha. Thì nếu như mà ai á mà thấy một cô gái năm nay không tầm khoảng 28 tuổi... có hình dáng là coi như là cháy. Cháy giống như là cháy hết người vậy đó, chỉ có khuôn mặt là không cháy thôi. Và hình như là cái tay con thấy là cái mấy cái tay bên tay trái đúng không? Dạ, đúng rồi. Tay trái là nó quẹo như này nè. Và cái chân ở phía dưới là giống như là cũng bị quẹo qua ha. Dạ. Sao vậy con gái? Sao vậy? Con ngủ đi. Nó lừa con hết hồn á, nhiều khi không, con không sợ á. Nó vậy đó. À, cục cục vậy đó hả? Nằm luôn.
có khi thì gì đó, cũng như vậy. À. Một, hai. Thì có thể là liên hệ trực tiếp cho Tấn để có thể là báo với gia đình và sẽ đưa mẹ của các bé về. Dạ. Dạ. Cô có ước mong như vậy thì, không? Tới đây chị cũng nhờ bên cộng đồng mạng, bên cậu Tấn trước nữa giúp đỡ cho ba bà cháu chị, chứ sau nữa thì cũng nhờ cộng đồng mạng để kiếm mẹ nó về lo phụ chị, chứ giờ nó bệnh mà chị bệnh hoạn hoài vậy đi bệnh viện nó chị chịu không có nổi. Dạ. Nếu bây giờ con tới đây mà con không có giúp được gì cho cô thì cô có buồn gì không? Không. Cũng không có gì buồn nữa. À. Bây giờ thì cô cần là cái số tiền là không biết. Dạ, để chị bệnh cho cháu thôi. À dạ, chứ còn là không có cần gì hơn ha. Dạ. Còn bé này thì không có vấn đề gì đúng không? Dạ không. À, dạ. Không có vấn đề gì ha. Dạ. Ừ. Rồi con tên gì? Con qua đây. Gì? Nói con ông qua gì? Đây, con qua bên con này bên nè. Gì? Con qua bên này nè. Con qua bên này chú hỏi chuyện nè. Rồi con tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đây đây, quay lại đây. Con tên gì? Con nói đi. Con tên Nguyễn Phương Đào. Nguyễn Phương gì? Văn. Nguyễn Văn gì? Giàu. Giàu. Dạ. Giàu sang đấy ha. Rồi ba con đâu rồi? Ba con bỏ rồi. Rồi mẹ con đâu? Mẹ con bỏ rồi. Rồi cả cha cả mẹ bỏ con như vậy hả? Dạ. Rồi con có buồn gì không? Dạ, buồn. Con buồn sao? Con nói cho chú nghe. Con buồn vì mẹ bỏ con đi. À. Rồi con buồn vì cha con làm sao? Cha con bỏ con đi luôn. Ừ. Rồi có nhiều khi là con nhớ cha nhớ mẹ con khóc không? Dạ có. À. Rồi bây giờ con mong muốn ba mẹ con về với con không? Mẹ muốn. Ừ, con nói làm sao kìa cho ba mẹ con về với con đi. Ba ơi, mẹ ơi, về với con đi ba mẹ. Ừ. Đừng bỏ con nữa hà. Dạ. Ừ, con giỏi nha. Dạ. Con đi đâu à? Con đi đâu à? À, con quay ngược rồi. À, con qua bên này phải không? Ừ. Con nói chuyện gì với anh Hai? Con nói đi. Anh Hai ơi, em thương anh Hai. Ờ. Anh Hai có thương em không? Có. Sao anh Hai khóc? Hai. Ừ? Không nói, sao khóc? Con gái cố lên hết bệnh. Rồi sao nữa? Vậy sống với anh Hai hay gì? Để sống với anh Hai. Ừ. Thương vậy cái nhà. Có khi nào mà em nó cắn con chưa? Có. Cắn nhiều không? Cắn nhiều. Cắn nhiều hả? Con quay lại đây nè. Con cắn nhiều hả? Đau không? Đau. Đâu tại sao con không la em? Không. Hả? Không. Tại sao con không la em? Em bệnh mà. À em bệnh mà không có được la phải không? À, nếu mà la là em xỉu đó ha. Dạ. À, cho nên là con sợ, con cứ để vậy luôn. Đâu, con em con cắn chỗ nào? Đây hả, mấy cái vết thương này là của em con cắn không á hả? Ừ, cả nhà nè, nó mấy vết trẹo nè. Tại sao cắn anh Hai vậy? Hai kia, anh Hai quấn con. À, anh Hai quấn con là con cắn anh Hai hả? Anh Hai có quấn con đâu. Ừ. Rồi cái bàn tay bên kia có cắn không? Rồi cả nhà nè. Không còn gì nữa rồi. Đau không con trai? Dạ. Yeah. Thương con quá à. Ở người toàn xương không vậy? Hả? Không ăn gì người còn xương không vậy? Không có gì ăn hả? Có mà con ăn không có gì ăn. Anh ít hả? Anh ít để nhường cho em hay là sao vậy? Để nhường cho em ăn. Phải không? Phải. À, nhường cho em ăn. Thương em đúng không? Yeah. Ừ. Anh Hai nói thương em kìa. Dạ. Rồi nói chuyện với anh Hai làm sao? Thương Hai, con cũng nhuận cái gì cho Hai hết. Ừ. Rồi cái giống như cái đầu của bé là bây giờ giống như kiểu là nó ở trên này to nè, ở dưới này nhỏ nha. Ừ. Phải vậy không? Ừ. À, con đau chỗ nào? Con đau chỗ nào? À, con đau hai bên này hả? À, rồi đau chỗ nào nữa? Con không được khỏe, con nói cho chú kìa. Không được khỏe chỗ nào? Không được khỏe. Chỗ nào con đâu? Mệt. Con mệt cái đó hả? Đó. Rồi đứt ruột không? À đây hả? Con không mệt chỗ này hả? Ừ. Đứt ruột chưa cả nhà?
mong sao thì có duyên với tất cả các cô chú mạnh thường quân để cứu lấy một mạng người. Trước mắt thì Tấn tới đây thì Tấn thật sự không biết phải làm sao nữa, thì có lẽ là anh Hai lại đây với em nè. Anh Hai ơi, anh hai vào lại chơi với em nè con. Rồi đứng đây chơi với em nha, đừng có đi đâu nha. Dạ đi con. À cứ đòi ôm anh Hai vậy đó hả? Ngồi cắn với bà luôn, cắn bà ngoại nè. Ê, đừng cắn con. Hồng có đưa đó. Ôi cả nhà. Đưa con dây dây. Đưa nó đi. Muốn gì đưa nó để hồi. Sợ không con? Sợ không con ta? Sợ không? À ý là con quen rồi hay là sao? Con quen rồi hả? Dạ. À mỗi lần nó cắn vậy là quen rồi hả? Dạ. Cứ để cho em cắn vậy đó. Dạ. Tại sao con không có thuộc lui lại? Không giận ai chú à, nói chuyện. Hả? Sao cắn anh Hai vậy? Đừng cắn anh Hai nha. Giỏi nè. Không đừng có lôi. Chờ để cho em chơi đi. Bây giờ nó thích cái gì là nó làm cái đó, cả nhà chứ không có thể nào mà ấy được đâu. Mong muốn của cô là như thế nào cô? Thì chị cũng mong muốn mà trước nữa để nhà cậu xuống đây để quay cái clip này á, để giúp đỡ chút đỉnh tiền để đi điều trị cho nó. Dạ. Để cho nó sống với chị với anh Hai nó. Dạ. Với cậu nó. Dạ chị cũng không biết nói sao. Sao nữa thì cũng nhờ mẹ nó coi được cái clip này để đi về nuôi nó bụ. Vậy đi bệnh viện như vậy. Tại vì hôm nay bị nó giật mấy lần luôn. Đi bệnh viện nè, tới sáng giờ thấy nó ấy thì đi nữa không có tiền, cũng tính bậm gan đi đại. Dạ. Ấy ơi. Nhiều khi nó làm con hết hồn á. Hầu cái nghe, hầu cái nó niệm nó nằm xuống. Thì cũng nhờ trước nữa cộng đồng mạng. Sau nữa trong nước ngoài nước để giúp đỡ cho cháu ngoại chị. Chị cũng đỡ hơn nhiều. Dạ. Đây nè, những cái vết thương cả nhà. Đây, nhìn những cái vết thương mà tự nó quấu nè, nó quào nè. Rồi tự nó cắn luôn cả nhà nè. Đây. Trời ơi, ba bà cháu là coi như là thâm hết nè, nè. Thâm hết nè cả nhà. Bên kia là còn dấu răng luôn á. Bên đó là còn dấu răng luôn á. Rồi là coi như là tóc tai lúc nào cũng làm cho rối beng hết trơn luôn á. Nắm đầu gị xuống. Nắm đầu gị xuống luôn. Mà mình không có dám làm gì nó, không có dám la, không có dám gì nữa hết á. La nó càng ngại, nó càng làm nung lên nữa. Sao vậy con? Sao vậy? Anh hai đâu rồi? Anh Hai, vào anh thiệt hai. Chứ. Mắt nó không có được manh mẫn như người ta. Mắt nó đục ngừ. Dạ. Không biết luôn. Ở đừng có xé con. Vậy nhiều cái chị nói chị muốn mua thuốc bà và cháu uống cái cho rồi. Quá khổ rồi. Tận cùng của gọi là tận cùng của xã hội rồi đó nha. Không còn gì nữa rồi. Xuống cái gì Bùi ơi, chắc không chơi con không sắp nổi rồi gì Bùi ơi. Tình ta ăn gì sống chi nữa. Đâu con này. Quá khổ rồi gì Bùi. Coi em nha. Để cho nó chơi xíu đi. Quá khổ rồi. Tận cùng luôn đó con ha. Giờ không biết nói sao giờ. Có khi á, ngồi khóc mình hoài. Sáng đi em khóc mình hoài. Chúng vào cổ lấy con nó chà. Giờ sẽ trả em trả em con. Thôi sáng ơi con có bài gì rồi chắc mà chết theo con quá con ơi. Hai bà cháu ôm nhau khóc. Nói sáng ơi ngoại thương con nuôi. Ngoại nuôi con mến tay mến chân rồi. Con ráng sống với ngoại đi. Con có bài gì rồi ngoại chết luôn, ngoại không sống nổi đâu. Dạ. Cô cứ nói đừng có bi quan, mày đừng bi quan nó con như là chán người dưỡng nó bi quan vậy là không mình không được khỏe làm sao nuôi cho nó dạ. Nói chung là lâu rồi cũng bất lực, giống như sức cô thì đã cạn kiệt rồi, bây giờ là phải ôm cháu hàng ngày như vậy.
cô coi cái con bé nó bị gì không á? Không có ra tiền. Dạ. Hôm nay thì Tấn tới đây á, thì Tấn cũng xin xin phép trích một số tiền của các cô chú mạnh thường quân. Tuy rằng thì vô đây cái vùng sâu vùng xá, con thì không có rút được tiền nhiều. Hôm nay con chỉ đưa được một số tiền ít thôi. Thì con trước mắt thì con sẽ giúp đỡ cho một phần nho nhỏ trước. Nếu như mà còn duyên nữa thì con sẽ quay trở lại đây và sẽ giúp đỡ cho hai bà cháu nhé. Dạ. Thì Tấn xin phép xin phép tích quỹ của chị Phương Ma Zalo của Zalo là Phương Ma cô Liên ở bên Úc là 2 triệu đồng để giúp đỡ cho hoàn cảnh ba bà cháu trước mắt. Để qua được cái cơn trước, tại vì con vô đây thì thật sự là trong bóp con nó không có mang tiền. Dạ con chỉ có mang có được có 2 triệu đồng thôi. Thì đây là 2 triệu đồng của cô Liên ở bên Úc á. Cô nhận giúp con nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Cô nhận giúp con ạ. Giờ chị cũng đổi ơn cô Liên là với trước nữa. Mấy cậu xuống đây để nhờ. Trời ơi giỏi không kìa. Cũng nhờ cộng đồng mạng để giúp giùm cho ba và cháu chị á, chị cũng đổi ơn nhiều. Đây nè. Con cảm ơn bà đi. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè, nghe nghe nha, nghe nha cô Liên. Rồi con nói làm sao? Cô con nào ta? Cảm ơn cô Liên. Tại sao con lại biết cô Liên? Dạ con biết làm sao không biết. Nó con nghe cậu nghe ông nói. Nghe ông nói. À vậy đó hả? Nhưng mà con phải giỏi con nha. Con giúp cho con được mạnh giỏi. Rồi nói làm sao ta, nói làm sao? Nói giúp cho con. Giúp cho con mạnh giỏi, sức khỏe. Sức khỏe. Cho con sống với ngoại với anh ơi. Cho con sống với ngoại với anh ha. Có những thứ mà trong cuộc đời này có nhiều người người lớn người ta làm cho mình cảm giác như là được hạnh phúc. Nhưng mà có đôi lúc đó đâu đó thì có những người trẻ nhỏ giống như những đứa bé như thế này cảm giác như mình được hạnh phúc, nhưng mà trong cái hạnh phúc đó thì nó không có được hoàn thiện. Đó là một đứa bé đang mắc một cái chứng bệnh rất là quái ác luôn cả nhà. Mong rằng cả nhà hãy chia sẻ cái video này, thước phim này lên cộng đồng mạng. Nếu như có duyên với các cô chú mạnh thường quân thì Tấn sẽ trực tiếp tới đây và giúp đỡ cho bé được một cái hoàn thiện. Chị cũng trước nữa nha. Cố gắng lên nha. Đừng có suy nghĩ là chết nha. Đừng có suy nghĩ chết nữa nha. Tôi cứ rầy hoài tôi nói thôi. Thì bi quan đi, kệ đừng có nghĩ gì hết trơn á, là đúng rồi. Cho nó khỏe mạnh đi chứ. Nghĩ rồi vậy kịp quẳng cho mày bỏ hai nhỏ. Hôm nay thì con tới đây á chút xíu nữa con sẽ tặng cho cô, tại vì là trước đây cô có nói là cô bị chứng mấy chứng bệnh đúng không? Đó là đau nhức xương khớp với lại là tim rồi này nọ đúng không? Là cô bị những chứng bệnh gì cô có thể nói cho mọi người biết được không? Bị tim, hở quanh tim ba lá, bị đau khớp nó nhức tại nhức chỗ á. Dạ. Với bị lên thân sông á. Dạ. Rồi vậy thì chút xíu nữa con sẽ tặng cho một hũ là cao trung sơn để cô uống. Mai mốt khỏe thì cô tiếp tục ha. Cảm ơn rất nhiều. Thì trước khi khép lại video tại đây thì Tấn mong rằng cả nhà hãy like, hãy chia sẻ cái thước phim này, lan tỏa tới các cô chú mạnh thường quân để giúp đỡ cho gia đình ba bà cháu. Thôi thì bây giờ thì video cũng quá dài rồi. Tấn xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau. Bye bye cả nhà. Nè bye bye nè, bye bye nè. Bye bye. Bye bye. Nè nè ba cả nhà nè, bye bye. Mất nữa.